Hiện tại thì các dòng thiết bị y tế của Omron là kết nối Bluetooth không dây với các dòng điện thoại như là của iPhone hoặc là những dòng như Android. Thì hôm nay em chia sẻ với bà con mình một cách sử dụng và kết nối đơn giản. Bà Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn ha. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu một dòng máy huyết áp cổ tay, cách sử dụng của nó. Đó là dòng HEM6232T. Cái dòng này thì nó là dòng đeo ở cổ tay giống như cái đồng hồ nè, nó đo trên cổ tay. Thì nó rất là gọn nhẹ để mình có thể đi công tác du lịch. Thì các dòng máy đo huyết áp nó cũng giống nhau, là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và số lần nhịp đập của tim. Thì đó là cái cơ bản nhất. Còn những dòng mắc tiền hơn, cao cấp hơn thì nó sẽ có là bộ nhớ nè, rồi lưu lại ngày giờ đo và kiểm tra tim đập không đều, tim loạn nhịp đó, và kiểm tra cảnh báo mức huyết áp cao và có nhiều cảm biến thông minh hơn. Và cái dòng này thì nó lại có thêm một chức năng, đó là kết nối qua điện thoại. Nó hơi phức tạp xíu ha, nói thì phức tạp chứ nó rất là đơn giản, chỉ để đo huyết áp thôi, nhưng mà nó kết nối qua điện thoại để nó lưu dữ liệu của mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử khui hộp này nha. Thì cái dòng này là dòng cao cấp nhất hiện giờ của dòng cổ tay Omron năm 2019 nè. Ở trên đây thì để em xem giá bán lẻ ha. Giá bán của nó là 2.050.000. Cái này là giá tham khảo cho bà con ha. Bà con có thể ra các cửa hàng mình để tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình sẽ thử khui máy. Nhìn cũng rất là đẹp. Cái hộp nó gọn này nè. Bảo hành 5 năm ha. Cái kiểu dáng đó nè. Giống như cái đồng hồ rất là đẹp. Thì ở bên đây đó là có cái mục báo tư thế ok, là đúng tư thế nè, dòng quấn cuộn sẵn nè, báo mức huyết áp cao, độ nhớ, tim đập loạn nhịp và cử động khi đo. Rồi phía sau hộp thì mình sẽ thấy là nó sẽ kết nối được với điện thoại iPhone và Android ha. Mình vào các cái kho để mình tải cái ứng dụng về cho các dòng điện thoại luôn. Khui hộp thì bên trong hộp có một cái vỏ đựng bằng nhựa cũng gọn ha. Cái hàng này thì không phải em mua mà là của công ty tặng, nên là có ghi kỷ niệm 20 năm. Đây. Bên trong hộp thì mình sẽ có cái hình là đeo, cách đeo nè, và cái tư thế đó là đúng tư thế thì nó sẽ nằm ngang tim. Cái này mình chưa khui luôn nè. Giờ thử mình khui nha. Bên trong thì sẽ có hai viên pin 3A, hai viên pin này nè, pin khô 1.5V. Bây giờ mình sẽ khui cái này ra, bỏ pin vô nha. Rất là đẹp ha, gọn ghê luôn nè, mỏng, rất là mỏng. Pin ở bên đây, bên sau lưng nè, khui pin luôn. Cái này mình xài hai viên pin thì xài tầm khoảng 3 đến 6 tháng. Trên hướng dẫn tiếng Việt á, có ghi số lần đo đó, bà con mình có thể xem thêm ha, tùy theo mình xài nhiều xài ít. Nếu xài ít thì xài cả năm lần, xài nhiều mỗi ngày mình đo thì có thể từ 3 đến 6 tháng mới hết một bộ pin này. Rồi. Trước tiên thì khi bỏ pin vào mình sẽ cài đặt ngày giờ trước. 2019 nè. Rồi mình bấm vào cái hình mặt trời là giảm, bấm cái hình cú sổ là tăng. Rồi mà bấm vào cái nút start up thì nó sẽ nhảy qua. Ở phía trước này là 12, tức là tháng trước đó ha. Hôm nay là tháng 7 nè. Rồi, nhảy qua ngày. Ngày 6 tháng 7. Rồi, giờ mình cài là 9 giờ đúng đây ha. AM. Cái này tăng hoặc giảm nha. Rồi xong. Khi cài đặt xong ngày giờ thì mình có thể là đo luôn.
Rồi tí xíu nữa em sẽ giới thiệu thêm cái chức năng cao cấp là mình kết nối qua phần mềm Bluetooth ha. Bây giờ mình sẽ đo trước. Nè, mình bỏ đồng hồ ra. Rồi, mình sẽ đeo vào cổ tay. Đây, mình để cái đồng hồ, mình đeo bên tay trái nha, gần tim. Đây, mình chừa cái ngay chỗ cái xương gù xương mình ra, tức là cách khoảng 1-2 ngón tay đó. Thì trong hướng dẫn mình cũng có luôn, trong hướng dẫn tiếng Việt trên hộp. Rồi, mình quấn vừa khít thôi, đừng có quấn cứng quá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử máy nha. Thì khi mà mình đo giống như cái dòng máy trợ thính thông thường á, thì mình sẽ không có cần phải kết nối không dây qua điện thoại, mà gì mình cứ bấm và đo thôi. Trên bộ nhớ thì nó sẽ chia ra làm bộ nhớ số 1 và số 2 cho hai người ha, để lưu ở hai cái bộ nhớ riêng. Và khi mình bấm nút đo đó thì trên đồng hồ nó sẽ có cái hình trái tim sáng lên nếu mình để đúng ngang tim, còn nếu để thấp hơn hoặc cao hơn thì cái đồng hồ nó sẽ tắt. Rồi để em cho bà con xem hình ảnh ha. Đây bà con mình thấy ở phía dưới nè có hình người số 1 và người số 2. Đây, và trên đây là ngay chỗ cái đồng hồ hiển thị trái tim cảnh báo đúng vị trí nè. Bấm đo ha. Nếu mà ngang tim thì đèn sẽ sáng nè, mình sẽ nâng cao lên nè. Từ từ nâng cao lên ha. Đèn sáng ở đúng vị trí nè. Còn cao quá nó sẽ tắt nè. Còn hạ thấp quá nó cũng sẽ tắt ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút đo nha, sau khi cài đặt ngày giờ để đúng vị trí bộ nhớ số 1 và số 2. Và bây giờ mình sẽ bấm nút đo. Rồi, mình để cái biểu tay mình nó cong như thế này nè thì nó sẽ ngang tim. Rồi mình sẽ nhắm chừng ha, khi mà đèn báo ok rồi mình sẽ giữ đúng vị trí. Khi đo tầm khoảng chưa tới 1 phút thì mình không nói chuyện ha. Rồi rất là nhanh, tầm khoảng chưa tới 30 giây luôn. Tại vì cái dòng máy cổ tay á, là cái cách đo nó khác với cùng máy đo bắp tay, nên là cái thời gian đo nó sẽ ngắn hơn. Rồi kết quả đo rất là nhanh ha. Khi mà mình đo đúng vị trí nè, đó đúng vị trí thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Còn nếu mà để cao để thấp thì cái đèn này sẽ tắt. Rồi cái vòng quấn mình đúng tư thế, đúng kiểu đó thì nó sẽ hiện hình cái cuộn tròn ok nha. Còn nếu mà nó hiển thị bên cạnh không có ok thì mình phải kiểm tra lại và nên đo lại ha. Ba con số này, con số đầu tiên là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại, con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim phình to ra, còn con số này là nhịp tim đập trong vòng 1 phút. Rồi cái này là đang lưu bộ nhớ của người số 1, và ở đây có hai người ha, có người số 2 nữa. Nếu mà mình trong nhà mình có hai người mình thay đổi. Trên đây là ngày tháng năm ngày giờ trên đây. Rồi, thì trong các video trước em có chia sẻ rất là chi tiết rồi, nên là đợt này mình sẽ chỉ xem cách sử dụng của cái dòng cao cấp thôi. Số 1 là bộ nhớ của người số 1 bật qua số 2. Nếu mà gia đình mình có hai người lưu cho người số 2, nên là khi đo thì mình nhớ để đúng vị trí nha. Tại khi mà mình xem lại kết quả đó của người nào thì nó sẽ lấy kết quả trung bình 3 lần đo gần nhất trong 10 phút của người đó luôn. Ví dụ trong nhà có nhiều người thì mình có thể để ở một vị trí số 1 để mình xem kết quả thôi, chứ nó sẽ không có lưu nhiều, mình sẽ không biết của ai. Nhưng mà cố tình để lưu một người nào đó thì mình để riêng ưu tiên cho người đó ha. Rồi bên đây thì nó đơn giản như thế này, mà nó còn có thêm một cái nút nữa là kết nối Bluetooth. Tí xíu nữa mình sẽ kết nối với điện thoại ha, để xem như thế nào. Rồi còn về cơ bản thì nó chỉ như thế này thôi. Vào nhớ và đo tắt và phiếu bảo hành. Này bên trong có rất là nhiều hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn và nhiều thứ tiếng khác. Phiếu bảo hành 5 năm thì trên đây sẽ có cái cách kiểm tra lỗi trên máy luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ sử dụng kết nối không dây với hai thiết bị đó, một cái là Android, điển hình là Samsung ha, và một cái là iOS của iPhone. Rồi bây giờ mình sẽ vào iPhone mình thử nha. Mình bấm vào App Store nè. Rồi mình sẽ đánh chữ Omron vô. Omron Connect. Còn không thì mình chỉ tìm chữ Omron thôi cũng được nữa ha. Giờ nó đã đang
đỡ phức tạp. Omron Connect ha. Rồi, nhận nè. Cái này là mình sẽ cài trên thằng iPhone. Rồi. Chữ Omron luôn, tìm kiếm nè. Omron. Rồi, cài đặt. Rồi, bây giờ mình thử mình mở ra trên iPhone nè. Xem cái giao diện thế nào. Rồi, cài cũng khá nhanh. Rồi, mình sẽ chọn cái loại máy đo huyết áp 6232T. Cái này mình cũng thử song song ha. Hai cái nó đang update. Để cho bà con mình dễ hình dung được hai cái dòng điện thoại luôn. Mình làm cùng lúc. Giờ khi kết nối mình kết nối một cái thôi. Khi kết nối thì cũng giống nhau nè. Rồi, mình cũng chọn dòng máy, nó có ba cái dòng máy huyết áp nè. 6232T. Rồi ok ha. Mình sẽ chọn ngày, tháng, năm sinh. Nét. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với cái thiết bị. Máy yêu cầu là mình bấm cái nút Bluetooth trên đây. Mình bấm vô khoảng 3 giây thì nó sẽ báo chữ B chớp 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 nè. Rồi mình sẽ bấm bên điện thoại kết nối. Ok. Ok. Cho phép. Hai bên đang dò ha. Rồi. Ok, mình chọn số 1. Nãy giờ mình đang đo bên số 1. Nét. Rồi, thiết bị đã cài đặt xong. Có chẳng có, N5AC mà chẳng có được. Yêu cầu tạo tài khoản, mình không tạo tài khoản ha. Nhưng mà nếu mà mình xài, mình là người xài thì mình nên tạo tài khoản. Mình bỏ qua công đoạn này. Đây. Rồi, thế nào để chuẩn bị dữ liệu ha. Hướng dẫn sử dụng nè. Đây, cái con số huyết áp nãy mình vừa đo đã hiển thị trên máy của mình đây. 118. Rồi, nó sẽ lưu ở trên đây, nó có cái biểu đồ. Nếu mà mình đo mỗi ngày, nó sẽ lưu ở trên đây và nó sẽ vẽ cái đồ thị cho mình biết huyết áp mình luôn. Rất là tuyệt vời ha. Hiển thị theo ngày nè, theo tuần nè, tháng nè, năm nè. Quá hay ha. Rồi, sau đó mình sẽ có thể bấm vào ba chấm bên phải thì mình sẽ xuất dữ liệu ra. Xuất dữ liệu ra để gửi cho ai đó, ví dụ bác sĩ hoặc là người thân mình. Chấp nhận nha ha. Xuất ra nè. Rồi, yêu cầu gửi qua email hoặc là rất là nhiều. Gmail, Facebook và nhiều thiết bị khác. Còn nếu không á thì mình không có cái dòng kết nối điện thoại này thì mình lấy cuốn sổ ra mình ghi ha. Rồi, cái cách này khá đơn giản. Hiện tại thì các thiết bị y tế của Omron có kết nối không dây với điện thoại như là các dòng iOS của iPhone và Android, giống như những cái dòng máy Samsung ha. Mình có thể lưu lại dữ liệu nè, mình có thể tham khảo tại nhà, mình vẽ được cái đồ thị hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để kiểm tra sức khỏe mình luôn, và đương nhiên mình có thể đưa cho bác sĩ tham khảo để nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Hôm nay thì mình chia sẻ ngắn gọn, đơn giản về cái dòng này thôi. Còn cái cách sử dụng máy đo huyết áp như thế nào hiệu quả, cách lựa chọn như thế nào và cách khắc phục lỗi như thế nào thì trên kênh Sức Khỏe 60 Giây mình chia sẻ rất là nhiều ha. Và có nhiều dòng máy đo huyết áp khác. Rồi, hôm nay em sẽ dừng video đây. Cảm ơn bà con mình đã xem. Nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem ha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.